Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, 4 tháng 8 2017, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, câu chuyện đó đây, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin công giáo. Các giám mục Hoa Kỳ trợ giúp 6 triệu Mỹ Kim cho các nước Mỹ Latin và Haiti. Đánh giá các lãnh đạo giáo dân của phòng báo chí Vatican sau một năm. 7 lời khuyên để lớn lên trong đức ái. Các giám mục Hoa Kỳ trợ giúp 6 triệu Mỹ Kim cho các nước Mỹ Latin và Haiti. Tổ chức bác ái của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã quyết định dành ra ngân khoảng 6 triệu Mỹ Kim để trợ giúp các giáo hội châu Mỹ Latin, vùng quần đảo Caribe và Haiti. Trong ngân khoản nói trên, có 4 triệu được dùng để tài trợ cho 244 dự án của giáo hội các nước châu Mỹ Latin. Chẳng hạn bên Argentina có trung tâm trợ giúp sự sống đang sinh ra, hoạt động trong 21 giáo phận toàn nước trong việc thăng tiến săn sóc và bên vực sự sống từ lúc thụ thai, giúp các bà mẹ mang thai, giúp họ hiểu biết phẩm giá của chức vụ là cha mẹ. Các trung tâm này cũng có các khóa giáo dục đào tạo về nhân phẩm và phát động ý thức cho dân. Tại Haiti, ngoài việc tái thiết nhiều cơ sở bị sập trong trận động đất hồi năm 2010, còn có chương trình đào tạo 400 nhân viên mục vụ của 4 xứ bị tàn phá bởi trận bão Matthew. Các khóa học kéo dài 3 ngày và các học viên tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau, gồm cả việc tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Đức cha Eusebio Elizondo, giám mục phụ tá Seattle, chủ tịch tiểu ban giáo hội châu Mỹ Latin cho biết, sở dĩ hội đồng giám mục có thể tài trợ các dự án nói trên là nhờ sự đóng góp quảng đại của tín hữu công giáo toàn Hoa Kỳ trong các lần lạc quyên cho các giáo hội châu Mỹ Latin. Nhờ ngân khoản quyên được, ủy ban mới có thể tài trợ việc tái thiết nhiều nhà thờ trong vài giáo phận Haiti. Trong một số dự án cũng còn có việc đào tạo hàng giáo dân lãnh đạo, các chủng sinh và tu sĩ, tài trợ một vụ nhà tù, một vụ giới trẻ. Hàng năm, cuộc lạc quyên cho các giáo hội châu Mỹ Latin được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 1. Đánh giá các lãnh đạo giáo dân của phong trào báo chí Vatican sau một năm. John Allen của tờ Cruz nhận thấy rằng một năm đã trôi qua kể từ khi Greg Burke lên làm giám đốc văn phòng báo chí của Vatican, với Paloma Garcia Overchero làm phó của ông. Việc bổ nhiệm hai nhà báo giáo dân và hai người không phải là người Ý. Burke là người Mỹ, Garcia Overchero là người Tây Ban Nha, đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Vatican đối với báo chí. Allen cho phép cặp đôi này đạt điểm cao vì tính chuyên nghiệp của họ và sẵn sàng cung cấp cho các phóng viên những tin tức mà họ muốn. Tuy nhiên, Allen cũng nhận thấy rằng các giám đốc của văn phòng báo chí không phải là người nội bộ Vatican và không có quyền tiếp xúc trực tiếp với Đức Giáo Hoàng, do đó bất chấp những nỗ lực của họ, họ thường không biết đến về những phát triển chính sách mới nhất. Họ thường được yêu cầu giải thích những điều mà tất yếu bản thân họ không hiểu, và có thể kết cục bằng cách nhìn ra từ phản ảnh. Allen tường thuật. Bảy lời khuyên để lớn lên trong đức ái. Người nhiệt thành bảo vệ đức tin, chân phước Frederick Ozanam, sinh năm 1813, ngài phải đối diện với làn sóng bài hàng giáo sĩ giữa thế kỷ 19. Những người phản biện ông cho rằng Kitô giáo đã chết, nhưng ông Ozanam hiểu các công việc từ thiện thì lớn hơn là các bài diễn văn và các công cuộc này sẽ chứng minh ngược lại. Từ đó, người trí thức xuất sắc này lan tỏa đức ái khắp nơi. Một chứng tá rất thời sự. Lời khuyên thứ nhất, dựa trên các bạn của mình. Suốt cuộc đời của Frederick Ozanam, 1813-1853, ông luôn được bạn bè trong giới đại học, chính trị, nghệ sĩ, Kitô hữu ở Pháp
cũng như ở nước ngoài, ở chung quanh mình. Ông trao đổi rất nhiều với họ, ông nói về các công việc của mình, và cho họ biết ông cần họ để thực hiện sứ vụ. Không có sự công nhận của các bạn, không có sự nâng đỡ của các bạn, tôi không làm được gì. Bà Amelie, vợ ông, người ông rất yêu quý, cũng nâng đỡ ông rất nhiều. Cùng với bà, ông lớn lên trong tình hiến dân. Ông cũng kết bạn với người nghèo, ông thường xuyên đến thăm họ để kết tình bạn. Lời khuyên thứ hai, bám rễ trong đức tin. Đó là thời đại chiến thắng của thuyết duy lý. Ô-san-nam quyết định phục vụ cho sự thật, và cùng với các bạn, ông làm việc để có được sự hòa đồng Kitô giáo về mặt trí thức. Sau đó là củng cố đức ái trong đức tin đã được xây dựng vững chắc. Hội Từ Thiện Vinh Sơn đầu tiên ra đời, tiếp theo là rất nhiều hội khác ra đời, đáp ứng nguyện ước của ông. Tôi muốn siết chặt thế giới trong mạng bác ái. Với lòng nhân lành và dịu dàng của Chúa Kitô, ông muốn thể hiện sự thật của đạo Kitô giáo cho xã hội và cho thế giới. Lời khuyên thứ ba, yêu kẻ thù của mình. Ô-san-nam có rất nhiều người phản biện, nhưng ông luôn trả lời có lập luận và tế nhị. Phải chứng tỏ đức ái khi mình yêu thương những người không cùng suy nghĩ như mình. Khi có một giáo sư không có đạo nào làm hạ Kitô giáo trước mặt các sinh viên, ngay ngày hôm sau, ông trả lời trong lớp học của mình hoặc trong một bài viết. Ông không bao giờ dùng chữ ác ý, ông tôn trọng sự khác biệt và người khác vô cùng. Lời khuyên thứ tư, đi gặp người nghèo. Chúng ta còn quá trẻ để được bầu, để ở trong hệ thống quyền lực. Điều tối thiểu chúng ta có thể làm là đi một vòng quanh mình. Nhờ nữ tu Rosalie Rendu, ông đến khu vực Montfort ở Paris. Khi đó ông mới ý thức được nạn khốn cùng, như ở chung lộn, nhà cửa dơ giấy, bệnh tật, tử suất cao, và sự quan trọng của việc thăm viếng nơi người nghèo sống, các xưởng làm việc tay chân, các nhà ở. Điều này đòi hỏi cả một cố gắng, nhưng cũng để giúp thấy được các triệu chứng để có thuốc chữa. Lời khuyên thứ năm, tự rèn luyện. Giúp người nghèo cần phải biết cách làm để trở thành một thói quen, cũng giống như người lính chữa lửa, phải học cách săn sóc người bị thương. Khả năng chuyên môn này vượt quá lòng tốt tự nhiên. Chúng ta gọi đó là đức ái vì nó liên hệ với Chúa Kitô. Câu nói nổi tiếng của ông, chúng ta hãy đến với người nghèo. Câu này không phải là câu khẩu hiệu dùng để tập hợp. Đây là câu nói mang tính thần học, là quyết định của chính Chúa khi nhập thể nơi Chúa Giê-xu và xuống thế thấy con người tội lỗi, bệnh tật, sống cô quạnh. Thánh Vinh Sơn Phao-lô cũng đã nói, người nghèo, chúng ta không hiểu họ, họ xấu xí, thô tục, gớm ghiếc. Quý vị quay tấm mề đai lại, quý vị sẽ thấy ánh sáng đức tin mà con Thiên Chúa hiện diện nơi người nghèo. Họ không có bộ mặt con người. Chính vì vậy, các đồ đệ của Thánh Vinh Sơn thực hành lời cầu nguyện của bậc thang, lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần xuống cho chúng con, để cuộc gặp gỡ được tốt đẹp, xin khởi hứng nơi con cử chỉ và lời nói phù hợp. Lời khuyên thứ sáu, thăm người anh em trong cảnh nghèo. Ô-san-nam dạy rằng, người nghèo là những người đáng yêu, họ là tạo vật của Chúa, dù tình trạng sức khỏe của họ không tốt, dù họ ăn mặc xấu xí, dù phẩm cách của họ không được thấy rõ, nhưng họ cũng có lòng tốt, dịu dàng và thân tình. Chúng ta đừng khép họ vào khuôn người nghèo để rồi quan hệ trở nên một chiều. Khi chúng ta đến với người nghèo, chúng ta xem họ là người ngang hàng, ngay cả trước khi chúng ta phục vụ hay giúp đỡ họ. Frederick Ozanam nhấn mạnh để các cuộc thăm hỏi được thường xuyên, vui vẻ, luôn sẵn sàng phục vụ. Thánh Vinh Sơn Phao-lô khuyên đến với người nghèo phải khiêm tốn, dịu dàng, đơn sơ, sốt sắng. Phải đến với người nghèo như khi mình đến với lửa. Ngài còn nói thêm, phải chịu nhục để chấp nhận những chuyện không làm vừa lòng chúng ta. Lời khuyên thứ bảy, tìm sức sống nơi Chúa Kitô. Thánh Vinh Sơn nói, hãy cho tôi một người đọc kinh nguyện, họ có khả năng làm tất cả. Nhà nghiên cứu, người giảng dạy, ký giả, người bạn, người chồng, người cha gia đình, người sáng lập, người đi thăm kẻ nghèo. Ô-san-nam hoạt động trong nhiều sứ vụ khác nhau, nhưng trước hết ông là con người của cầu nguyện. Mỗi ngày ông đều đọc và chiêm niệm lời Chúa, ông rước lễ và thường xuyên xưng tội,
để lòng nhân lành và dịu dàng của Chúa đến với mình. Bệnh lao thận đã làm cho ông không hoạt động được nhiều, nhưng lòng tốt của ông không giảm. Ông tiếp tục dâng hiến. Trên thập giá, Chúa Giêsu bề ngoài không còn sức, nhưng Chúa hiến dâng trọn vẹn, từ cái áo, Đức Mẹ, hơi thở và sự sống của Ngài. Cũng như Chúa Giêsu, ông Frederick Ozanam chịu nạn, nhưng ông đi đến cùng trong đức ái của mình. Vâng, xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết tha lên một lần nữa, đã con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều, thì Chúa khuyên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ đâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Vua Herode và Đức Giêsu. Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 2. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Ông Gioan Tẩy giả bị chém đầu. Matthew chương 14 từ câu 3 đến câu 12. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin Ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Cung hiến thánh đường Đức Maria, trả giá cho sự thật. Herode mang tiếng là độc dữ tàn bạo, nhưng thực chất lại là một người nhu nhược. Trước hết, do không thắng được đam mê dục vọng, bạo vương đã cướp lấy Herodia, vợ của Philip anh mình. Khi Gioan can ngăn, vua không can đảm sửa sai, lại còn bỏ tù người dám nói sự thật. Vua muốn giết Gioan, nhưng không dám ra tay vì sợ dân chúng. Cuối cùng, chỉ vì chiều ý một cô gái, do một lời hứa cao hứng lúc trà dư tửu hậu, vua đã sát hại vị ngôn sứ. Trong khi đó, qua cái chết can trường, vị tiền hô của Chúa đã đóng trọn vai trò chứng nhân bất khuất, dám sống và dám chết để phụng sự sự thật. Cuộc sống hôm nay luôn đặt bạn vào thế phải chọn lựa theo Chúa hay theo thế gian, sống theo sự thật và làm chứng hay phớt lờ, chối bỏ sự thật. Sống theo sự thật đòi bạn vác thập giá, theo chân Thầy Giêsu và can đảm lội ngược dòng đời. Đứng trước một nhiệm vụ cụ thể, làm chứng cho sự thật, bạn dám đưa ra quyết định thẳng thắn hay lần lữa, chần chừ để mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy. Chúng ta có mạnh mẽ nhìn thẳng vào sự thật và chân thành nói sự thật cho nhau không? Là con cái ánh sáng, tôi cố gắng sống và làm chứng cho sự thật, không chạy theo thành tích. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một của Cha,
Đấng là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin cho chúng con can đảm và trung thành sống theo Ngài, để xứng đáng là con cái của Cha. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáng ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết hơn lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết hơn lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết hơn lên một lần nữa. Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Câu chuyện đó đây. Duterte nói, Kim Jong-un là gã ngốc có khuôn mặt bồ bỉnh. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kịch liệt thoá mạ nhà lãnh đạo Triều Tiên là gã ngốc bởi tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Những phát ngôn của ông Duterte đưa ra chỉ vài ngày trước khi Manila tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Diễn đàn An ninh khu vực, dự kiến có sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao ở khu vực. Tổng thống Philippines không ngần ngại chỉ trích ông Kim Jong-un là đùa giỡn với những đồ chơi nguy hiểm. Kim Jong-un, một gã ngốc, ông ta đang đùa giỡn với những đồ chơi nguy hiểm, tên ngốc đó, ông Duterte nói trong một bài phát biểu trước các quan chức thuế. Khuôn mặt bồ bỉnh đó có vẻ tử tế. Nếu ông ta phạm sai lầm, vùng Biển Đông sẽ trở thành vùng đất cằn khô, chiến tranh hạt nhân phải dừng lại, Tổng thống Philippines nói. Triều Tiên hiện quyết tâm phát triển loại tên lửa đạn hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ. Theo các quan chức Washington, vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 29 tháng 7 của Bình Nhưỡng cho thấy tên lửa này có tầm bắn tới hầu hết lãnh thổ Mỹ. Đây không phải là lần đầu Duterte chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên về tham vọng hạt nhân. Hồi tháng 4, ông đã kêu gọi Mỹ thể hiện sự kiềm chế và không để mắc bẫy một người muốn kết liễu thế giới. Ngày 1 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến tham dự diễn đàn sắp tới ở Manila, cho biết ông muốn đối thoại với Triều Tiên, nhấn mạnh Bình Nhưỡng không phải là kẻ thù và Mỹ không tìm cách lật đổ chế độ của ông Kim. Luật sư của Trịnh Xuân Thanh hé lộ nhiều tình tiết mới. Theo VOA Việt ngữ, nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức hôm 3 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết rằng thân chủ của mình từng lo sợ cho tính mạng và rằng không có chuyện ông đầu thú. Về sự kiện đang gây căng thẳng ngoại giao Việt-Đức, bà Petra Isabel Sklachenhoff kể, ông ấy bị những người vũ trang bắt cóc lúc 10 giờ 40 phút sáng ở công viên Tiergarten ở Berlin hôm 23 tháng 7. Người thứ hai đi cùng với ông cũng bị bắt cóc. Sau này chúng tôi biết rằng người này đã bị thương và xuất hiện tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội hôm 25 tháng 7. Cảnh sát bắt đầu điều tra vào ngày 24 tháng 7 để truy tìm hai người đã bắt cóc ông Thanh. Hôm 31 tháng 7, chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Bà nói thêm, cảnh sát đã biết danh tính người thứ hai cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh. Họ cũng đang điều tra những người tham gia vụ bắt cóc, bà nói. Người này, theo báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức, là một nữ cán bộ của Bộ Công Thương. Truyền hình Việt Nam tối 3 tháng 8 đã đăng một đoạn video ngắn về ông Thanh kèm theo đơn xin tự thú, trong đó ông được cho là đã viết. Trong thời gian này, cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ, được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của đảng, nhà nước và pháp luật. Bộ Công an Việt Nam cuối tháng trước ra thông báo rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang đã đến trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đầu thú. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức đã ra một thông cáo cho biết rằng ông Thanh đã bị phía Việt Nam bắt cóc và đưa về nước. Hôm 3 tháng 8, sau một ngày im lặng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói,
lấy làm tiếc về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, nhưng không nói rõ vì sao. Bà Schlachenhoff cho biết đã gặp ông Thanh ở Berlin trước vụ bắt cóc. Bà chưa liên lạc được với người từng bị Hà Nội truy nã gắt gao kể từ khi ông bị đưa về Việt Nam, mà chỉ nắm được các thông tin gián tiếp về tình hình hiện nay của ông. Nữ luật sư này cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Đức để đưa ông trở lại Đức để ông được bảo vệ. Đây cũng là một yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức trong tuyên bố ra ngày 2 tháng 8. Khi được hỏi trước khi bị bắt, ông Trịnh Xuân Thanh có khi nào lo ngại cho tính mạng của mình hay không? Bà nói, có, cũng có cân nhắc, nhưng chúng tôi không thật sự tin rằng chính phủ Việt Nam có thể làm chuyện này. Về lý do ông Thanh xin tị nạn ở Đức, bà Schlachenhoff nói, ông ấy xin tị nạn vì đã biết nước Đức và từng ở đây đầu những năm 90 cũng như từng nhiều lần công cán tới đây nhiều lần. Việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức. Ông ấy lo sợ rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng sẽ không diễn ra theo pháp luật và được bảo đảm về luật pháp. Ông ấy từng viết tường trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng để bác bỏ các cáo buộc, nữ luật sư nói. Việc lo sợ không được bảo đảm về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết rằng Việt Nam áp dụng án tử hình đều bị cấm ở Đức theo hiến pháp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con đã chọn Ngài là cuộc sống của con, lối đường con đi, có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con. Trong thời kỳ khai phá bên Mỹ Châu, có năm thanh niên Mỹ tới vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu nguy hiểm, không thể lường trước được. Sau một thời gian sống giữa rừng thiêng nước độc, khi trở về nhà, bốn người trong đám đã trở nên cọc cằn dữ tợn. Chỉ có một người còn giữ được tinh thần minh mẫn như trước. Người ta hỏi anh, làm thế nào anh tránh được những lỗi lầm của những người kia? Anh trả lời như sau, vì một bức hình tôi đã mang theo, không phải là một bức hình của một người bạn gái, nhưng là của chính gia đình tôi. Buổi sáng trước khi lên đường, chúng tôi đã ngồi ăn sáng chung với nhau. Mọi người đều nghẹn ngào vì tôi là người thứ nhất lìa xa gia đình. Cha tôi nhắn nhủ đôi lời và cả gia đình đều quỳ gối cầu nguyện cho tôi. Chính hình ảnh đó đã theo tôi trong suốt chuyến đi và nâng đỡ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời ai cũng cần phải có một lý tưởng. Lý tưởng đó nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta, cũng như đem lại cho chúng ta sự kiên trì trong cuộc sống. Lý tưởng của bạn là gì? Tiền tài, danh vọng hay lạc thú? Tất cả những điều đó rồi cũng sẽ đưa chúng ta đến thất vọng, chán chường. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy những trống vắng trong tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta vượt qua bao gian nguy trong cuộc sống. Bạn muốn lấp đầy tâm hồn bạn với hận thù, bạo động và câu có ư? Hãy trục xuất Chúa ra khỏi tâm hồn bạn. Bạn muốn được sự bình an đích thực và một tâm hồn minh mẫn thư thái không? Hãy để Chúa chiếm ngự tâm hồn bạn một cách trọn đầy. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây.
Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm và trung thành sống theo Ngài, để xứng đáng là con cái của Cha. Đời con xin mãi thuộc về Ngài. Đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài.